Hello Ella, em mới ngủ dậy hả? Hôm nay là quên hôm qua quên quên phim cho Ella 1 tháng nè, hôm nay mà quay cho con nè. Ella ơi, Ella, đói bụng chưa? Ngủ nãy giờ quá trời lâu rồi, giờ con đói bụng rồi phải không? Ừ, giờ mình dậy mình bú sữa nha. Trời trời, em làm gì vậy hả? Hả, con gái làm gì đó? Giờ mình dậy mình bú sữa được không? Ok. Wow, em chu miệng đi kiếm kìa. Làm gì vậy? Làm gì mà nghiêm trọng thế? Em cười dễ thương quá. Cười 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 cái mà coi nè, cười cái coi Ella, cười cái đi, nhanh lên ha ha, cười coi mẹ coi.